Hà Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Một câu chuyện nữa chúng tôi cũng thưa quý vị về một phiên tòa diễn ra ở tối cao Pháp viện. Nhắc tới tối cao Pháp viện thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện mọi cái rắc rối của cựu Tổng thống Trump, mọi con đường đang dẫn đến tối cao Pháp viện. Và mọi người đang nín thở chờ phiên tòa ngày thứ năm, liệu là các ông bà thẩm phán ở tòa cao nhất của Hoa Kỳ sẽ trả lời sao về câu chuyện ông Trump có được quyền miễn truy tố về hình sự hay không, khi những cáo buộc liên quan đến cựu Tổng thống đều xảy ra về cái thời gian ông vẫn còn đang là ông chủ của tòa Bạch Ốc. Đó là cái phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ năm. Nhưng mà chúng tôi đang muốn thưa với quý vị về phiên tòa ở tối cao Pháp viện diễn ra vào ngày hôm thứ hai, liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Oregon, khi mà một nhóm người vô gia cư đó đã kiện tiểu bang, chính quyền của tiểu bang là vì sao mà lại cấm không cho những người vô gia cư được ngủ ngoài đường phố. Cụ thể là Oregon đó là cấm không có được sử dụng những cái sleeping bag á, những cái túi lều rồi giăng lều võng lên ngủ, thậm chí là dùng những cái thùng cạc tông đó để mà trải, rồi nói chung là tạo ra cái khung cảnh nó rất là lộn xộn, làm mất đi cái nét đẹp, cái sự trật tự rồi ở đường phố. Và vì lý do đó mà những người homeless đã kiện chính quyền của tiểu bang Oregon. Vào hồi tháng 9 năm 2022, thưa quý vị, thì tòa kháng án số 9 đã đưa ra cái phán quyết cho là tiểu bang, chính quyền tiểu bang mà cấm đoán người vô gia cư như vậy á, thì nó vi phạm hiến pháp. Và cái luật lệ như vậy thì nó quá là tàn nhẫn đi. Và cái hình phạt như vậy á, hình sự hóa cái việc mà người ta ngủ ngoài đường như vậy á, thì nó quá là tàn bạo, tàn nhẫn và nó chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của nước Mỹ. Làm như vậy là không chấp nhận được. Thì cái vụ kiện đó bây giờ nó đi lên tối cao Pháp viện. Bà thẩm phán Rachel Jackson là thẩm phán do ông Biden bổ nhiệm đó, thưa quý vị. Thì bà đã có đặt cái câu hỏi trong cái phiên tòa ngày hôm thứ hai. Bà hỏi luật sư đại diện cho tiểu bang là một cái câu hỏi như thế này. Vậy thì tiểu bang muốn cấm người vô gia cư không có được ngủ ngoài đường. Vậy thì chính quyền tiểu bang á, có được trao cho cái quyền là giết, hành quyết người vô gia cư luôn không? Thì dĩ nhiên là luật sư của tiểu bang nói oh no, không có làm được vậy, cái đó thì nó quá đáng, nó đi đến cái chuyện tàn bạo quá. Thẩm phán khác là Sonia Sotomayor cũng đặt cái câu hỏi tương tự, nói nếu mà không giết thì bây giờ những người vô gia cư họ làm gì bây giờ? Họ không có chỗ nào để ngủ hết á, mà bây giờ họ ngủ ngoài đường thì bị hình sự hóa, bị cấm như vậy. Vậy thì chẳng lẽ là họ chỉ còn cái giải pháp duy nhất thôi là họ tự giết mình, họ tự kết liễu mình, chứ họ đâu còn cái cách nào để tồn tại. Và các cái vị thẩm phán cấp tiến á, thì đi đến cái đề nghị đó là thay vì mà cấm đoán hay hình sự hóa như vậy thì nên chăng là tiểu bang, chính quyền tiểu bang chỉ nên là cấm đoán không có được nhóm lửa nơi công cộng nè, không có được tụ tập hay tạo ra những cái sự hỗn loạn ở những cái cơ sở công cộng, những cái chốn công cộng mà thôi, chứ không thể nào mà hình sự hóa cái việc mà người vô gia cư ngủ ngoài đường hết á. Và bằng những cái sự hoài nghi như thế này thì tòa chưa có đưa ra cái phán quyết cuối cùng, nhưng mà những cái thành phố lớn ví dụ như là San Francisco, ví dụ như Los Angeles đang nhìn về tối cao Pháp viện thông qua cái hồ sơ của tiểu bang Oregon, mà họ cũng đang lo sợ nơm nớp đến cái thẩm quyền của mình, thưa quý vị. Bởi vì San Francisco và Los Angeles, quý vị biết là những nơi mà có quá nhiều những người vô gia cư đang sinh sống. Ông Gavin Newsom, ông Gavin Newsom là thống đốc của tiểu bang California đây. Trước đó đó thì ông cũng đã lên án cái phán quyết của tòa kháng án số 9. Ông nói rằng tại sao mà lại bó tay bó chân chính quyền như vậy, không cho phạt những người vô gia cư. Nhưng mà những người mà bảo vệ về nhân quyền, về người vô gia cư, họ nói đó là bây giờ vô gia cư, đã gọi là vô gia cư thì không có chỗ để ở. Mà bây giờ họ ra đường họ ở thì họ bị cấm đoán, họ bị hình sự hóa như vậy. Vậy thì họ còn cách nào để dung thân? Nhưng mà lập luận của chính quyền thì nói rằng có rất là những nhiều nơi nhà ở xã hội được dựng nên, nhưng mà có rất nhiều người vô gia cư trong đó họ không chịu ở. Họ đi ra ngoài đường, họ nói là thoải mái hơn và thậm chí là có thể dùng thuốc, dùng ma túy một cách thoải mái hơn. Cho nên đó là cái sự lựa chọn của họ. Thì bây giờ phải thông qua những cái luật hình sự hóa như thế này,
bắt buộc những người vô gia cư phải đi vào những cái nhà ở xã hội hoặc tìm chỗ trú ẩn, chứ nếu không cứ tiếp tục vạ vật trên đường phố như vậy thì sẽ bị xử phạt. Nói chung, chính quyền thì có cái lý của chính quyền, những người vô gia cư thì có cái lý của những người vô gia cư, nhưng mà trong số đâu phải là vô gia cư nào là cũng từ chối cái sự gọi là cái offer của nhà ở xã hội. Thưa quý vị, có rất nhiều người người ta xoay sở tìm chỗ trú tạm không ra, thì người ta buộc lòng phải ngủ trên đường phố. Nhiều chuyên gia về luật và đặc biệt là trong vấn đề về vô gia cư họ nói đó, nhưng mà bằng cái biện pháp mà chính quyền hình sự hóa như thế này á, nó chỉ thể hiện cái sự bế tắc của chính quyền mà thôi. Và với cái những cái điều lệ này đưa ra đó, thì cái nguồn ngân sách sẽ lại đổ về cho giới công lực để mà đi truy quét nhóm người vô gia cư, để mà phạt họ, để mà dẹp những cái ổ người vô gia cư như thế này, thay vì cái nguồn ngân sách là nên rót về những cái chính sách về nhà ở, về an sinh, về xã hội để giúp cho người vô gia cư được tốt hơn. Ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ cũng có 19 nhà lập pháp cũng đồng loạt đã gửi một cái lá thư lên tối cao pháp viện. Họ cũng bày tỏ cái quan tâm tương tự. Họ nói là cái chuyện mà hình sự hóa và phạt cái người vô gia cư này á, nó đi ngược với cái sự nhân đạo của nước Mỹ, nó đi ngược với hiến pháp của nước Mỹ, và nước Mỹ không có tàn bạo, không có dã man như vậy. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra với những người vô gia cư, nói như ông Gavin Newsom, thưa quý vị, có nhà ở xã hội hẳn hoi mà họ không chịu vô ở, vậy thì chính quyền phải làm sao đây? Phải làm sao để dọn được những người vô gia cư đầy rẫy các cái lều trại trên các cái đường phố, thậm chí là những cái thành phố lớn như là San Francisco, như là Los Angeles. Cho nên chính quyền cũng đang khó là, phải nói rất là khó xoay trở. Và cái đề tài này không phải là lần đầu tiên mới xuất hiện ở nước Mỹ. Những chuyên gia mà về nhân quyền họ nói, cái vấn đề vô gia cư vẫn là một cái câu hỏi rất là khó, một cái bài toán rất là khó cho chính quyền của khắp các tiểu bang, chứ không riêng một tiểu bang nào. Và theo cái con số thống kê, thưa quý vị, theo con số thống kê thì ở trên nước Mỹ đó, có 600.000 người vô gia cư mỗi ngày trên đường phố đang phải vạ vật và tìm chỗ trú ẩn. Thì đó là một cái bài toán phải nói là rất là khó cho chính quyền. Và không rõ là tòa tối cao sẽ đưa ra phán quyết như thế nào. Nhưng chắc chắn là không chỉ tiểu bang Oregon đang hồi hộp, mà cả California đây cũng đang nhìn về tòa tối cao để biết là liệu sắp tới họ sẽ nên hành xử như thế nào với câu chuyện về vô gia cư. Một câu chuyện khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị mà liên quan đến vấn đề về di dân, thưa quý vị. Khi mà nhắc tới vô gia cư thì trong đó cũng quý vị để ý thấy đó, là rất là nhiều trên đường phố hiện nay ở Nam California. Nếu quý vị nhìn thấy những trục đường lớn, ví dụ như khu Little Sài Gòn nè, có rất là nhiều những người di dân mà vô được nước Mỹ nhưng mà không có tìm được chỗ tá túc và đành phải vạ vật trên đường phố, và họ cầm những cái tấm bảng, họ đứng họ xin tiền ở ngay những cái góc ngã tư đường để mà tìm kiếm một những cái giải pháp tạm thời ngắn hạn. Và quý vị cũng biết, chúng tôi cũng đã thưa, chính những cái giới chức biên phòng ngay tại San Diego họ kể là một ngày họ thả ra cả ngàn di dân bất hợp pháp khi mà họ chặn lại và giữ lại, và sau khi mà làm một số thủ tục, bởi vì những cái lều trại mà giam giữ người di dân bất hợp pháp á, nó quá tải, cho nên là họ phải thả ra trên đường phố. Vậy thì những di dân bất hợp pháp đã đi đâu? Lại tiếp tục đổ ra các cái khu công cộng, các cái nẻo đường lớn để mà tìm những cái nơi trú ẩn và tìm những cái giải pháp để có thể sinh sống qua ngày. Đó là những gì mà chúng ta vẫn đang thấy. Và đó là những cái vấn đề phải nói rất là quan trọng mà cử tri sẽ quyết định trên cái lá phiếu của mình trong cái kỳ bầu cử sắp tới, mà Tổng thống Biden, ứng cử viên Joe Biden, khi mà so găng với lại ứng cử viên Donald Trump, sẽ phải giải quyết cho được cái bài toán khó như thế này, thưa quý vị. Và liên quan đến di dân á, có một câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi đọc được. Quý vị có nhớ là vào năm ngoái, ông thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis cũng bắt chước ông thống đốc của Texas là ông Greg Abbott đã tổ chức hàng loạt những cái chuyến bay. Texas thì sử dụng xe bus để mà chở di dân thả đến các cái thành phố dân chủ. Trong khi ông Ron DeSantis
thì nghĩ ra sáng kiến là tổ chức những cái chuyến bay để thả di dân đến cái khu mà vacation, cái khu mà nhà giàu ở Massachusetts, thưa quý vị. Và người ta nói là cái số tiền mà Florida dùng để tổ chức những chuyến bay này nó không có hề nhỏ đâu. Dùng tiền thuế của dân khoảng chừng 12 triệu đô la Mỹ. Tức là họ chi ra khoảng 12.000 đô la Mỹ cho một di dân. Và tổng cộng là ông Ron DeSantis đã dùng tiền thuế lên tới 12 triệu đô la Mỹ để mà chở những di dân như thế này đổ xuống vùng vintage của Massachusetts. Và quý vị biết là sau cái chuyến, những cái chuyến bay hàng loạt đó, có hơn 50 di dân, trong đó có cả trẻ em. Và họ đã khai rằng là họ đã bị nhóm chính quyền của Ron DeSantis lừa, nói rằng là sẽ chở tới nơi mà có việc làm, có nơi tá túc đầy đủ, có nơi sẵn sàng tiếp nhận những di dân như thế này. Dĩ nhiên là họ nghe như vậy họ mừng và họ hồ hởi bước lên chuyến bay, để rồi sau đó họ mới biết là họ đã bị lừa, thưa quý vị. Nhưng mà đây là tin vui cho những cái di dân bất hợp pháp đó, là những người đó đã được cấp cho cái visa gọi là U visa, là một cái loại visa đặc biệt dành cho những cái nạn nhân nếu mà bị dính vào những cái vụ bạo động, là violence, là những cái tội ác bạo động, hoặc là về những cái tội ác mà buôn người ấy, thưa quý vị, thì những nạn nhân đó sẽ được chính quyền Mỹ cấp cho cái visa tạm thời được ở trong nước Mỹ và được có work permit luôn, được đi làm, được có chỗ ở hẳn hoi. Đó là cái chương trình dành cho 50 di dân mà Ron DeSantis đã thả ở Massachusetts. Bởi vì khi mà đến cái tiểu bang Massachusetts á, thì ngay lập tức những cái nhóm luật sư mà nhân quyền họ đã đại diện cho nhóm di dân này và file đơn kiện đối với văn phòng của thống đốc Florida, và bây giờ những di dân này đã được cái visa U visa này. Loại visa này không phải là mới bây giờ mới có, mà nó đã có từ năm 2000, thưa quý vị. Theo đó, như chúng tôi nói đó, là chính quyền của Mỹ đã cấp cái loại visa này cho những ai là nạn nhân, một là các cái vụ bạo động, hai là nạn buôn người. Cho nên quý vị có nhớ chúng tôi có kể là có một số những vụ án mà Bộ Tư pháp đã phá án được và truy tố những cái người mà người ta giả bộ dựng nên những cái vụ cướp tại những cây xăng, hoặc là những cái vụ cướp bạo động đó, rồi sau đó mới vỡ lở ra là nạn nhân hay là hung thủ đều là trong một cái âm mưu hết, để cuối cùng muốn chứng minh với bên phía sở di trú là đây là nạn nhân của những cái vụ cướp bạo động để mà được hưởng cái quy chế U visa. Cho nên cái loại visa này không phải là bây giờ mới có, nhưng để cho thấy là cái kế hoạch của thống đốc Florida, ông Ron DeSantis đưa ra đó, cuối cùng những cái di dân đó lại được hưởng một cái quyền lợi vô cùng đặc biệt, được ở lại nước Mỹ và được có cái work permit và được đi làm ở trong nước Mỹ. Đó là những cái tin tức liên quan đến người vô gia cư cũng như đến di dân bất hợp pháp, đang là một trong những vấn đề rất nóng hổi của nước Mỹ hiện nay. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.